Xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe gian dòng đua. Đó là chiếc gian OCR 5300. Sau đây em sẽ đi vào đánh giá chi tiết tổng thể chiếc xe này. Chiếc xe có nước sơn đỏ trắng, phù hợp cả các bác nam và nữ. Nước sơn rất là mới đẹp. Rất ít vết xước. Khung xe rất đặc biệt. Ở size là size XS, phù hợp các bác trên dưới 1m6. Sử dụng công nghệ nhôm alu XX, công nghệ cho khung siêu nhẹ và bền, độc quyền của gian. Dây âm sườn, dây âm sườn thì xuất hiện ở những xe cao cấp. Cọc yên chính hãng của gian. Yên, tình trạng yên còn rất là mới. Dùng bộ phanh 3 mảnh. Như các bác thấy là nước sơn rất là mới. Đây là một vết xước nhỏ, không đáng kể, li ti thôi. Đây vết bẩn, chưa nâu. Máy ơ bạc đạn. Còn đây đũa cầm lá hẹ. Cối nổ kêu rất to. Xe này được người dùng trước nâng cấp lên từ côn nổi lên bạc đạn, cối nổ luôn. Rất là độc đáo. Cổ cốt chính hãng gian, nguyên bản, ghi đông gian. Xe sử dụng tay bấm, tay lắc, Gravit. Của Shimano của Nhật, Shimano Gravit. Tìm thông số lốp các bác xem. Bảy trăm nhân 23C, cặp vành nhôm. Bộ đề Claris Shimano. Xe được trang bị cấu hình 8 lít
và hai đĩa. Cối nổ. Rồi em sẽ lên clip các bác xem. Rất là mượt mà. Trước khi giao đến tay các bác, bên em đã căn chỉnh ngon hết tất cả các xe. Bộ đùi đĩa hai tầng nhôm. Rồi, xuống đĩa, lên đĩa. Vâng, và gạt đĩa của Claris nguyên bản. Xe cối nổ kia rất to. Chiếc xe phù hợp với các bác trên dưới 1m6. Xe còn trên 90%. Vâng, nếu các bác quan tâm đến chiếc xe OCR 5300 này thì hãy nhắn tin Zalo 0975709943. Hiện tại chiếc xe này đang được bày bán ở cửa hàng Kiên Xe Đạp với giá là 8,5 triệu. Ngoài ra bên em còn bán những đồng hồ về Nhật, Nga và Thụy Sĩ. Các bác hãy lên YouTube và tìm kênh Kiên Đồ Cũ để xem những mẫu đồng hồ bên em. Xin chào các bác đã theo dõi video.